Hi mọi người, thì hôm nay chúng ta sẽ quay lại với chuyên đề là máy xay cà phê Barista DF64 đây. Thì hiện tại mình sử dụng hai máy, một máy là màu bạc, một máy và màu xanh. Thì máy màu bạc á, là mình thay cái lưỡi dao Titan Cotic, một cái là cái lưỡi dao theo đúng cái nhà máy khi mình order về. Thì ở đây trên tay mình là cầm hai cái lưỡi dao, hai lưỡi dao người ta gọi là một bộ, hai cái này là người ta gọi là một bộ lưỡi dao Titan Cotic. Có nghĩa là nó phủ một cái lớp Titan bên ngoài. Thì theo nhà cung cấp thì họ bán cho mình á là mình order cái này, khi mình order máy thì mình order luôn cái bộ lưỡi dao này chứ không mua ở chỗ khác. Nên đó là lý do tại sao mà mình làm như vậy. Làm như vậy là bởi vì sao mình hạn chế cái việc alignment. Nếu mà lưỡi dao SSB mình phải alignment. Thì cái video tiếp theo mình sẽ nói về lưỡi dao SSB. Hôm nay mình chỉ phân tích cái lưỡi dao theo máy và cái lưỡi dao Titan từ nhà máy bán cho mình luôn, chứ mình không order từ một nguồn khác ha. Thì lưỡi dao Titan á, nhà máy nó mô tả với mình là gì? Có nghĩa là nó cứng hơn, thứ hai là nó bén hơn, nó xay cà phê rất là mượt mà hơn, và độ đồng nhất to nhỏ nó rất là đồng nhất với nhau. Rồi cái nữa là gì? Tuổi thọ lưỡi dao này dài hơn cái tuổi thọ của cái lưỡi dao stainless steel này. Thì cái vấn đề nữa là cái lưỡi dao Titan khi mình cầm vô nhìn màu sắc nó sặc sỡ và nó đẹp hơn, Rồi thứ hai nữa sao? Cái họ giải thích là gì? Titan phủ một lớp bên ngoài làm cho lưỡi dao nó cứng, và nó cái độ dẫn nhiệt nó thấp hơn, và nó không có bị ảnh hưởng bởi nhiệt. Có nghĩa là khi nó ma sát hai lưỡi dao này lại thì nó tạo sinh nhiệt, thằng này nó hạn chế hơn. Chứ chắc chắn khi cọ sát về phải sinh nhiệt, nhưng mà ít hay nhiều, chứ nói không có là không có nha mọi người. Không bao giờ có dùng từ hai lưỡi dao mà cạ về mà nó không sinh nhiệt là không có đâu. Chuyện đó là khó xảy ra đó. Rồi cái vấn đề nữa là về size thôi. Bây giờ cái vấn đề là về mùi vị cà phê. Thì mùi vị cà phê thì khi mà sử dụng cái lưỡi dao Titan này nè, mà nó cắt cái cà phê á, nó độ đồng nhất. Và khi mình xay thì chắc chắn cái vị nó sẽ sao? Cân bằng hơn, và nó rõ ràng hương vị hơn, nó có thể nhiều hơn. Ví dụ là bình thường mình làm cái này thì mình có thể chấm espresso là 8 điểm chẳng hạn, nhưng mà tới ngày mình có thể cho 8.5 hoặc 9. Nói vậy để mọi người dễ hiểu. Thì cái tuổi thọ dài hơn ở đây là sao? Có nghĩa cái lưỡi dao theo máy này khi mình xay vô được 400 kg đây mình phải thay, nhưng mà cái lưỡi dao này khi mà mình xay cà phê bạn 600 kg, 800 kg mình mới thay. Thì giá của nó chênh lệch cũng không nhiều lắm, thằng này 1.8 triệu thì này rơi vào 1.2 triệu, 1.3 triệu chẳng hạn. Thì ở đây mình đã thay sẵn rồi. Thì cái lưu ý khi mọi người mà mua cái lưỡi dao này, nếu kèm theo á thì cái lưỡi dao này trên cái rãnh này nè, trên mấy cái lỗ này nó khác nhau nha. Nó khác nhau rõ ràng luôn á. Mấy cái lỗ này, mấy cái lỗ mà để chim con ốc này vô nó khác nhau. Để mình lấy cái điểm đây, cái điểm này là cái điểm mà là nằm ở chính giữa nè, thấy không? Cái g ở dưới này nằm ở giữa nè, đây là cái g nhỏ này. Thì cái g nhỏ này khi mọi người thay vô thì đặt nó như vậy, đặt nó như thế này. Rồi cái ông thần còn lại á, cái ông thần lưỡi dao còn lại cũng tương tự cho vị trí đó, úp lên ngay giữa luôn, nó sẽ nằm như thế này đây. Đó nghĩa là cái rãnh ngay giữa. Bởi sao cái zin của nó theo máy thì nó cũng nằm tương tự như vậy, để hạn chế cái việc là mình phải alignment. Thì ở đây nên đó lý do tại sao mà khi cái máy xay á, cái máy xay của mình nhìn trên cái cổ trên này nè, nó có số, và tức là nó yêu cầu là đừng bao giờ chỉnh qua số 0 thì nó làm cho hai lưỡi dao cạ nhau, nó sẽ bị ảnh hưởng tới lưỡi dao. Nên là nhà máy khi người ta sản xuất cái máy này người ta đã niêm yết ở trên đây luôn. Nên là mình mua cái lưỡi dao mà do nhà máy bán cho mình, còn họ mua ở đâu kệ họ, họ bảo là Itamil của bên Ý thì chuyện đó của mình cũng chả hề quan tâm đâu. Đó, thì khi mình thay vô, thì khi mình thay cái lưỡi dao Titan vô mặc định là mình sẽ chỉnh con số nó khác, nhưng làm sao cái lưỡi dao Titan á, thì nó không có vượt qua bên ở chỗ số khác nhau. Nhưng mà lưỡi dao SSB á, thì khi nhà máy advise mình để mà mình alignment cái lưỡi dao SSB á, mặc dù là mình order nó chưa về thì bên nhà máy nó không có SSB đâu, mình phải mua SSB ở một cái nhà máy khác ở bên Hàn Quốc á, nhưng công ty là công ty Thụy Sĩ. Thì nó không nằm ở như thế này nữa, mà lúc đó mình sẽ có một cái bộ phụ kiện mà bên Mỹ nó có một cái website bán, nó có cái dòng rất là đẹp, Touring gì đó không biết. Nói chung là đại khái mình sẽ nói vậy, mà mình sẽ để cái link bên dưới cái mô tả video để cho anh em nào hay mọi người nào có nhu cầu sắm đồ chơi cho dễ yêu của mình thì có thể bỏ lên đó, hoặc là cái gì đó đại khái mình dùng từ nói chung là theo gọi là funny thôi. Thì quay lại câu chuyện, cái đó là không phải là câu chuyện chính của ngày hôm nay. Câu chuyện chính ngày hôm nay là cái lưỡi dao này thật sự như là nhà cung cấp bán cho mình hay không, và thứ hai nó có giống những gì họ mô tả hay không. Thì ngày hôm nay mình cũng sử dụng một con máy pha mà gia đình rất là nhiều tranh cãi về cái ruột, nhưng mà mình quan điểm vẫn là quan điểm của mình vậy thôi. Nên ở đây mình thay một cái lưới là cái lưới IMET. Thì cái lưới này làm cho cái nước nó đều hơn, nó phủ trên bề mặt nó đều hơn cái lưới nguyên thủy của nó. Tại cái lưới nguyên thủy của nó này nó rất là hạn chế nên mình không có xài, nó bằng inox mà mình thay cái lưỡi bằng thép chưa. Cái lưỡi bằng thép đây mình xài để mình xem nó như thế nào. Thứ hai nữa là cái lưới này mình cũng thay luôn rồi, cái lưới theo máy của nó tới 23 gram lực, 21-23 gram, nhưng mình thay cái lưới này 19.5 thôi để mình làm cho nó fit size, để mình thử coi là cái hiệu quả của cái lưỡi dao Titan nó có như những gì mà nhà máy đã nói với mình hay không. Cái đó là cái quan trọng. Ở đây thì mọi người xem cái video này thì sẽ thắc mắc là tại sao anh không có alignment này đã, và không cần alignment ở cái giai đoạn này. Bởi vì sao? Khi nhà máy họ bán cho mình, họ đã đưa sẵn nên như thế này, nên như thế này, thì khi họ bán họ đã nên như thế rồi, mình cũng không cần quan tâm. Nhưng lưỡi dao SSB mình mua ở một cái nguồn khác thì chắc chắn mình phải tự điều chỉnh cho chính bản thân mình rồi. Cái đó thì cái video tiếp theo, nên mọi người nào mà chưa subscribe gì đó thì có thể là subscribe, nhấn chuông để xem video tiếp theo mình sẽ thay cái lưỡi dao SSB và alignment như thế nào. Và bây giờ mình sẽ tiến hành tới cái việc là gì? Xem xét nó là nó đậu đồng nhất. Thứ hai nữa là mình làm espresso. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tới cái việc là gì? Mình sẽ xay. Bên đây là Titan, bên đây là lưỡi dao thường. Thì khi xay lấy vô Titan vô để làm được poly espresso á, thì mình không nằm ở số 12 như bên đây nữa. Để con này ít bữa mấy video trước mình đã review đánh giá sơ bộ về nó rồi. Thì nó nằm ở số 12 nhưng mà khi thay vô nó nằm ở số 5. Thì bây giờ mình sẽ dùng một loại cà phê giống nhau thôi. Dùng loại cà phê giống nhau thôi. Là Colombia. Cái này Colombia mình rang từ ngày 20 tháng 9 tới giờ. Đổ cho nhanh, nhỏ quá, múc khó quá. Vậy 11 gram đi, mình tính xài 10 gram thôi. Bây giờ 12 gram ha, cho dễ. Ok, 12 gram bên đây. 12 gram bên đây. Công đoạn cân là công đoạn mệt nhất. Để sao nó lắc nhắc mà phải hẹt vậy đó. Ok. Đây, 12 gram. Thì hai cái anh nào cũng 12 gram hết. Thì cái máy xay này nè, mặc định của nó là gì? Người ta 45 giây nó có thể tự ngắt rồi. Thì bây giờ á mình chả đụng đậy vô. Tại sao cái lưỡi dao nó bén hơn, nó xay thì ngon hơn thì chắc chắn là nó phụt hẹt ra. Nó phun cà phê ra, phụt cà phê ra, dùng từ gọi là phụt cà phê ra, thì nó sẽ sao? Nó sẽ mượt mà hơn, smooth hơn. Thì bây giờ mình cứ để tự nhiên coi thằng nào nó có bị nghẹt gì không, vậy thôi. Rồi ok, mình cứ chờ đợi thôi. Bên đây 12, bên đây là số 5 ha, số 5, đây là số 12. 45 giây cho để cứ cho tự ngắt. Giờ mình cứ nhấn coi nó nghẹt hay là nó như thế nào không, và coi nó sai như thế nào. Chứ giờ mình không có can thiệp vô làm gì, cứ để tự do. Chỉnh theo rồi cái này chút vậy mà 25 giây cũng để cho tự chảy luôn, mình chả thèm quan tâm luôn. Khi nào nó ngắt thì thôi. Anh này sai cầu rớt xuống cái bự nè, anh này im re rồi, hơi nè. Coi sự khác nhau chỗ nào mình đổ ra mình biết được, chứ còn giờ bằng mắt thì không có nói được điều gì. Rồi ngắt hết rồi, bây giờ nhấn anh này. Giờ tới bên đây. Giờ mình sẽ kiểm tra lần cuối. Mình cũng đây đây đấy, giờ khi quay nè. Đó, khi quay rồi hết rồi đó. Giờ tới bên này, cái này là do cái người xài thôi nha, có nghĩa là mình muốn thử để coi như thế nào. Thì cái lưỡi dao nào thì nó cũng còn lại một ít, nhưng mà anh này còn nhiều hơn anh. Cái thằng lưỡi dao mà thông thường thì còn nhiều hơn, còn nhiều hơn. Anh phủi qua một cái hả? Hiện tại để lấy cây cọ quét cái này qua một cái để hồi lại bảo chính xác, chết bà cọ bị ướt rồi. Rồi thay miếng giấy trắng luôn đi Huy ơi, cái cọ bị ướt. Hai miếng trắng khác đi, cỏ này qua bên đi. Rồi đưa vô đây, góc này là Titan, góc này là stainless steel. Đổ ông này ra trước hả? Đây, số 5 ha. Rồi bên đây là số 12 ha. Đây. Thì khi mà mình lấy cái tay này nè, mình sờ vô á, mình sờ như thế này thì cảm giác ở bên cái tay bên đây á, bên chỗ này nè, có nghĩa là cái bột mịn của nó ít to nhỏ hơn. Có ra đây, cái này rờ vô một cái là dính tay liền nè, đây dính tay liền. Có nghĩa là sao, nhìn hai cái sớ bột nó mặc dù là cùng một cái level rang medium, nhưng mà khi mà sai ở cái mức độ á mà dành cho espresso á, thì bên đây nè cái hạt nó đổ ra mình thấy nó vón cục đúng không, nhưng mà khi mình cầm lên cảm giác nó tơi hơn, cái bên này là tơi hơn cái bên này. Cái bên này nó hơi dính, có nghĩa là sao, nó dính là bởi vì sao, cái bột mịn á, bột mịn nó mịn hơn cái mình chỉnh á, nó có thể nhiều hơn nè. Nhưng mà cái đó là về nhận xét cái cảm tính dựa trên bàn tay, nó cũng gọi là chưa chính xác. Muốn biết nó chính xác hay là không á thì mình làm một cái ly cà phê thì mình sẽ thấy được sự khác biệt nó rõ rệt, sự khác biệt nó rõ rệt như thế nào. Còn ở đây mình, mọi người dòm cũng đủ thấy rồi. Bên đây á, thì nó hơi gọi là nó không có được tơi, nhưng mà bên đây nó sẽ tơi, mặc dù lúc mình đổ ra thấy bóng cục đúng không, nhưng mà thực tế là nó tơi. Và thứ hai nó là sao, cầm vô nó cảm giác nó đồng nhất hơn. Còn bên đây rờ vô cảm giác là cái bột mịn nó nhiều hơn đó. Vậy bây giờ á, mình sẽ làm một cái ly espresso 19g, cái nào cũng 19g hết ha. Anh nào có 19g hết á, không có anh nào mà thấp hơn hết á, 19g. Để mình coi là nó như thế nào. Mình sẽ lấy một cái bịch cà phê khác đi, cũng Colombia luôn nha. Bịch này là bịch mới, còn bịch hồi nãy á là nó còn một chút xíu chứ không đủ. Bây giờ mình xài 19g. Cái này mới quan trọng nè, chứ còn ba việc đó thì nói chung là về chỉ dòm thôi, cái chỗ mà thành phẩm nè. Tại vì mình mua cái lưỡi dao về mình thay ra mình uống mà, chứ anh mua về mình nghiên cứu gì đâu, đúng không? Mua về là mình để mình thưởng thức cà phê. Đây 19g, bên đây 19g. Cái điều quan trọng là cái chỗ mình làm ra cái ly cà phê nó ngon nè, chứ còn mà cái việc mà nói thì nó cũng lý thuyết thôi, chém gió để cho nó có không khí thêm phần hấp dẫn thôi, chứ còn thực tế ra cái chỗ này mới chỗ ăn tiền, là mua về thay vô làm sao mà nó dở ồm là thôi rồi lựa mơi rồi, đúng không? Nên là cái chỗ này, cái chỗ quyết định là cái chỗ này. Đây 19, đổ đây trước 19g. Rồi 19g đổ đây, anh đây 19g và đây. Rồi nhẫn xài, thấy không, cái tốc độ xay của bên đây cái số nó lớn hơn, nhưng mà dòm nè, khi mà nó cà phê nó văng ra, bên đây nó văng đồng nhất, còn nó đều hơn, nó nhanh hơn, bên đây chậm hơn, mặc dù cùng đó. Nó nhấn mà nghe ọc ạch vậy nó mới hết nè. Tới bên này nó nội lực quá. Bên đây á, khi mà xay xong mà nó còn lại một hai hạt nó bay trên không. Bên đây thì nó không có bay trên không, hồi nãy không có nghe tiếng khác, nhưng bên đây tiếng khác nè. Đó, mình nhấn vậy cho hết luôn đi, sạch sẽ luôn, coi nó như thế nào. Đó, ok. Rồi tắt đi, nhấn tiếp. Rồi mở lên, nhấn tiếp, coi nó còn cái gì không. Nói chung cái này là mình làm video mình muốn đánh giá hai cái thằng lưỡi dao này thì mình làm nó nhiều cái vậy, chứ ở nhà xài thì không có cần nhiều thứ vậy đâu. Thổi luôn cái rồi cho nó ra bao nhiêu ram. À 19 ram ra 18.8 ram. Coi còn gì không? Bay ra chút xíu rồi. Bị bay ra chút xíu. Bên đây coi. Nhấn hết rồi. Này 19 ram. Ông này chắc chắn là còn dính cái gì ở đâu đây nè. Gọi là bay ra rồi. Bay bụi. Ok, kệ nó. Đây 19 thì thành là nó nhảy bỏ ra miếng, chừng nào đều thôi. Mình cũng không cần xài mà 18.8 bên kia 18.8 phải không? Rồi đây, bỏ ra 18.8. Cho đúng. À, để lại cái bên đây là Titan, bên đây là cái này gắn đây đi. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm 18.8. Không, nhiều khi do cái đồng hồ của cái cân của mình á. Ok. À, ông cái lưỡi dao Titan nè. Mình cũng hai lần cũng xoay ha. Rồi, xả nước trước. Tại sao cái máy nhiều khi mà mình để mình ít xài quá nó nước nóng nhiều nên mình xả ra cái đi cho nó giảm nhiệt cái đã. Giờ mình mới làm chắc cú hơn. Rồi. Mình cứ để luôn là 25 nha. Không có suy nghĩ nữa. Cứ đúng 25 giây thôi. Kim của nó lên là 11 luôn á mấy anh em, 12 luôn á. Cứ đúng 25 giây mình không quan tâm. Chỉnh chế độ gọi là tự động vậy đó, 25 giây. 18.8 ram. Cô Cường giúp anh cái coi 19.8 nhân cho 1.2 nhân cho 2 coi. Ủa 18.8 ram. 37,6 đây là 34 này là 44. Đây là 44. Là 2.5 nhân cho 2.5. Rồi. Chọ rồi. Ok. Đảo sơn cái 44 ram. Rồi tới bên đây. Coi là bao nhiêu ram. Ôi hai cái số khác nhau gì. Cũng tương tự nén hai lần cũng dặn dặn ha. Rồi để nó qua. Bằng không. Rồi. Cũng tương tự là 25 giây. Tự động mình không có làm gì đó. Rồi. Giờ cái lớp Prema hả, mọi người thấy nó cũng khác nữa. Nhưng mà khác như thế nào rồi mình bắt đầu mình mới đem ra. Ok. Còn giống như lần trước ha, cái video trước cũng 70, video này cũng 70. 41 ram. Đây là 43, 44 ram, đúng luôn. Đây một bên là lưỡi dao. Bên đây là lưỡi dao Titan. Bên đây là lưỡi dao thường. À thì hai cái này đều xài là gì? 18.8 ram, tại mình bỏ vô 19 nhưng mà bụi bay tùm lum rồi. Nên là mình lấy lại 18.8 ram thì đây anh này. À. Đây. Anh này là lưỡi dao thường. Hai cái nó khác nhau rõ rệt về mùi, mình đừng nói vị nữa. Về mùi á thì cái ly bên này nè, cái mùi trái cây khô của Colombia đặc trưng nó rất là rõ rệt. À, đặc biệt là cái mùi giống như cái mùi mà nho khô á, nho khô với dâu khô. Còn bên đây thì sao? Cái mùi nó thiên về mà kiểu như là cái nhóm mà browning sugar nhiều hơn, và bên đây nó thiên về cái nhóm đó hơi nhiều hơn là cái nhóm trái cây. Vậy thì có nghĩa là gì? Cái lưỡi dao này nè, cái độ mịn của nó có thể chiếm tỷ lệ cao hơn bình thường, nên khi mình làm á, mình làm ra mình thấy nó là sao, nó thiên về nhóm gọi là nutty rồi này kia, của sô cô la này kia, nhóm đó đó, cái nhóm mà brown and sugar á, thiên về đó hơn là cái ly bên đây, mặc dù cùng một loại cà phê Colombia Excelso. Thì bên đây cái mùi mà trái cây khô nó không có rõ rệt bằng cái ly bên này. Ly này đặc biệt thơm, rất là đặc trưng. Cái ly bên đây thì nó không có bằng. Nên là sao? Thì ở đây cái nhà sản xuất người ta bảo là cái lưỡi dao này xay nó sẽ mượt hơn. Thứ hai nữa là sao? Đó, mùi vị nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà thực tế ra nha, mình nói thiệt, thực tế ra luôn, đối với quan điểm của mình, ví dụ mình thử cái loại này mình uống hàng ngày rồi mình hiểu, nhưng mà ví dụ người tiêu dùng mua về mỗi tuần thay đổi liên tục thì khi mà làm trên cái lưỡi dao Titan và cái lưỡi dao này thì thực tế ra nó 9-10 khó phân biệt. Nhưng có một cái điểm như thế này, muốn phân biệt được nó như thế nào dễ lắm mọi người. Mình chỉ cần set ở số 20 cho lưỡi dao Titan, mình lấy cái level rip hoặc là V60. Và thứ hai ông này thì mình chỉnh ở cái mức độ gọi là cho rip hoặc Aerofeed gì đó đại khái. Mình cứ chỉnh đại đi, mình là xài cái dụng cụ bất kỳ. Nếu mà cái lưỡi dao này đồng nhất thì nó ngon, nó sẽ ngon. Còn nó dở là nó dở thôi. Thực tế ra mình xài clever rip thì mình thấy cái bên đây nó nhỉnh hơn nè. Chính xác là mình xài cái mùi thơm nó tốt hơn là mình xài dơ ca chép quá đó, mình đã test rồi. Nhưng mà mình thì mình ít uống những cái mà gọi là rip lắm, mình lại mình thích espresso nhiều hơn, hoặc là mình thích espresso xong bỏ nhiều nước vô, bỏ đá vô mình uống, hay gọi là americano chẳng hạn. Thì đối với quan điểm cá nhân của mình á, thì cá nhân thì mình vẫn xài theo cái kiểu mà gọi do cái cách hưởng thụ của mình nó khác. Có nghĩa là gì, mình buổi sáng ra mình làm ly cà phê rồi xong mình uống với đá. Mỗi ngày mình thay đổi mỗi cách làm khác nhau để mình cảm nhận nó tốt hơn trên một cái sản phẩm nào đó, thì mình chỉ cần xài cái loại này thôi. Nhưng mà mình có nhu cầu khác, đó là cá nhân của mình thôi ha. Cá nhân của mình là mình vẫn xài này, chứ mình không có nâng cấp lưỡi dao Titan lên làm gì. Nhưng nếu mà mình xài mà dụng cụ khác, không phải là máy pha, mình muốn rip hay là đại khái là một cái món nào đó mà cần nó xay to hơn á, thì mình nên xài cái lưỡi dao Titan. Bởi vì sao? Cái độ đồng nhất nó tốt hơn. Mà cái mình làm rip với V60 hay là cái gì đó đại khái mà nó sẽ xay to hơn bình thường espresso. Nên là sao? Nên là nếu độ đồng nhất nó càng kém thì sao? Cái ly cà phê càng đắng và mùi hương rất là ít. Nên nếu mà mọi người ai mà sử dụng cho cái việc mà mình rip chế á, hay là đại khái một cái món nào đó khác cái máy mình á, cái máy pha á, thì nên sử dụng lưỡi dao Titan hoặc là SSB. Nhưng mà chắc chắn là trong ba cái lưỡi dao này SSB được đánh giá hàng top thế giới rồi. Nhưng mà nó chưa có về hàng, mình order rồi nhưng chưa có về. Thì hy vọng là cái video sau nó về đúng cho mình, để mình làm thay vô rồi mình alignment xong mình sẽ làm một cái cho espresso, cho clever rip. Bởi vì sau cái video này thì mình sẽ có một cái video kế tiếp của mình, nó sẽ là nói về DF64 luôn. Nhưng mà mình sẽ xài trên cái lưỡi dao này chứ không xài lưỡi dao này nữa. Mình xài luôn cái lưỡi dao Titan để mình làm cái dụng cụ khác, dụng cụ khác V60 rồi Aerofeed chẳng hạn, đại khái một cái gì đó để mình xem xét coi nó công năng có, nó có hoàn hảo như những gì nhà máy nói không. Tại thực tế khi mình test trên cái phụ kiện này mình thấy là nó ok rồi đó. Nó rõ ràng là nó hơn cái lưỡi dao này rồi, nhưng mà về phụ kiện khác nó có hơn hay không. Tại vì sao? Mình tự tin một điều, với cái lưỡi dao này mà làm cái việc mà sai cho V60 hay là gọi là mình rip đi cho dễ ha. The rip thì chắc chắn nó sẽ không tốt rồi, bởi vì sao? Độ to nhỏ nó vẫn còn nhiều hơn là bên đây. Nói cái việc mà khi mình xay ra thấy cà phê rớt ra là mọi người đủ hiểu rồi, bên đây nó rất là mượt mà, bên đây là sao? Nó bị hơi dính sao đó. Thì ok, qua cái video này kết luận là một điều, nếu anh em hay mọi người nào có nhu cầu uống nhiều về rip thì có thể nâng cấp lên lưỡi dao Titan. Nhưng mà nói như vậy nhưng mà vẫn xài espresso vẫn ok nha. Nhưng mà còn anh em nào mà cảm thấy ok mình không quan trọng lắm về vấn đề mà rip thì nọ, mình chủ yếu là mua về để mình hưởng thụ cà phê cho chính bản thân mình thôi, thì mình nên xài cái con DF64 mà xài lưỡi dao thường thôi, không cần lên upgrade làm gì. Tùy mọi người có một cái quan điểm khác nhau. Ok, cảm ơn mọi người.